xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục gửi tới cho quý vị một bộ truyện dài kỳ được viết bởi tác giả Vân Vân có tựa đề Người Cũ Em Còn Yêu. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này sau khi mà cô gái tên Thư của chúng ta phát hiện ra rằng người đàn ông môi trinh của ấy lại chính là Huy thì hai người này phải đối diện với nhau ra sao, ứng xử với nhau như thế nào và tình cảm có còn với nhau để tiếp tục vun đắp hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, Tâm An lại muốn nhắn nhủ tới cho quý vị một cái điều mà ngày nào Tâm An cũng muốn nói, cho dù là nói nhiều một chút cũng được, nhưng mà Tâm An chỉ muốn nhắn nhủ với quý vị rằng là tình hình dịch bệnh Covid tiếp tục diễn biến rất là phức tạp. Thật là đáng buồn bởi vì người mà rời xa chúng ta trong khoảng thời gian vừa qua nó hơn cả 5.000 người bệnh nhân đã qua đời. Và Tâm An chỉ hy vọng rằng quý vị ơi chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức để đẩy lùi cái dịch bệnh Covid này để chúng ta có thể sống trở lại những ngày tươi đẹp giống như trước đây. Tâm An chỉ muốn nhắn nhủ rằng là quý vị hãy ở nhà ra ngoài khi nào cần thiết và luôn luôn đeo khẩu trang rửa tay thường xuyên và luôn luôn giữ gìn sức khỏe cho mình. Đó là những điều mà Tâm An và ban biên tập kênh Bụi Phố muốn gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Người cũ em còn yêu, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. tôi chỉ là đối tác của anh đối tác giao dịch giữa tình dục và tiền bạc chỉ là khách qua đường thì lấy quyền gì mà nhờ anh giúp mình những chuyện tế nhị như vừa rồi cũng không có quyền được ghen với người phụ nữ khác càng không được phép tham dự vào cuộc đời của anh thế nên anh mới luôn dành cho tôi hai từ phiền phức nhiều đến như vậy mặc dù trước đó huy có nói anh muốn giữ gìn cho cô gái ấy đến đêm tân hôn nên mới chọn ngủ với tôi để giải quyết nhu cầu nhưng hôm nay biết hai người họ ở chung một phòng như vậy tôi cũng tưởng tượng ra được vô số những chuyện xảy ra hai người yêu nhau ở chung một phòng ngủ chung một giường mà không phát sinh quan hệ mới là chuyện lạ đời nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng bứt rứt khó chịu vô cùng nhưng rồi tôi có làm được gì đâu ai bảo chúng tôi không có duyên ai bảo ngày xưa tôi là người bỏ anh chứ bây giờ không đành lòng cũng có thay đổi được gì đâu tôi gạt đi nước mắt hít thở một hơi thật sâu sau đó gọi điện cho anh vinh alo sao thế em anh có phiền nếu bây giờ quay về biệt thự chở em đi mua ít đồ được không ạ em muốn mua cái gì mà muộn rồi bây giờ còn cửa hàng nào đâu mà cậu chủ chưa về à tôi không muốn nhắc đến huy nên chỉ trả lời vế trước của anh vinh em chỉ mua ít đồ linh tinh thôi anh có về chờ em đi được không ạ anh đang đi với bạn chắc tối nay không về được rồi em cần mua gì nói đi sáng mai anh về anh mua giúp cho không tiện nói cho anh vinh biết với lại anh ấy đang đi cùng với bạn tôi không dám làm phiền nên tôi bảo là mình không cần nữa sáng mai tôi dậy sớm tôi tự đi mua cũng được vì không có đồ bảo hộ Nên tôi đành phải lấy giấy Để lót tạm vào quần nhỏ Bởi vì sợ rằng tối nay ngủ Làm bẩn ra ga giường Lúc đó kiểu gì cũng làm cho Huy khó chịu Và rồi sẽ mắng tôi Khó khăn lắm tôi mới dần chìm vào giấc ngủ Thì cơn đau bụng dưới lại còn quại Lần này còn đau hơn lúc đầu rất nhiều Một bên đùi của tôi Bắt đầu bị bút Cổ họng của tôi lúc này lợm lợm Chỉ trực chờ muốn nôn trước giờ lần nào đến tháng cũng khổ như vậy hết đau bụng buốt chân rồi lại nôn mửa nhiều lúc tôi nghĩ rằng nếu ai không biết cứ tưởng rằng tôi bị ốm ngén nhưng thực chất đó chỉ là triệu chứng mỗi khi tôi đến kỳ kinh nguyệt tự dưng lúc này cửa phòng mở ra tiếp đó là đèn điện trong phòng được thắp sáng tôi giật mình ngồi bật dậy nhìn người đàn ông đang bước vào phòng ngủ cả bốn mắt nhìn nhau một người là ngạc nhiên không tin còn một người thì trao mày khó chịu Anh Sao anh lại về Huy không trả lời câu hỏi của tôi Mặt mày của anh nhăn nhó Trực tiếp đi đến chỗ tôi Kéo mạnh tôi đứng dậy Tại sao cô nằm dưới đất thế này Tôi cúi đầu không muốn trả lời Nhưng nhìn thấy một tay của anh Đang cầm túi đồ bên trong Và có chứa thứ tôi đang cần Sao Cô có trả lời tôi không Tại sao lại nằm dưới này? Tôi tôi sợ làm bẩn giường của anh, làm anh khó chịu nên Cô bị điên đi à? Bẩn thì không biết đường mà giặt sao? Tôi nằm ở đâu chả được, dù sao cũng chả liên quan gì đến anh." Huy lúc này kéo tôi dậy. Anh đưa túi đồ đến trước mặt cho tôi. "Cô mang vào phòng vệ sinh và thay đi, nhanh lên." "Không cần đâu, đồ tôi dùng." Ngày mai tôi tự đi mua Khỏi phải nói Khi tôi vừa nói dứt câu Thì chân mày của Huy lại càng xoắn chặt lại vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng Quát lớn Nhanh Tôi sợ mình chọc điên Huy Với lại cũng đang cần đến nó Nên đành sơ tay cầm lấy túi đồ 5 phút sau trở ra Đã nhìn thấy chiếc váy ngủ của tôi gọn gàng trên ghế sofa Chăn vào gối thì nằm ngay ngắn trên giường Quần áo trên người của Huy cũng được thay bằng một bộ đồ ngủ Anh liếc mắt nhìn tôi Cô mà để tôi nhìn thấy cô nằm ở dưới đất thêm một lần nào nữa Thì cô chết với tôi Tôi im lặng Không biểu hiện gì Đi đến bên giường và ngồi xuống Huy nhìn thấy tôi không nói năng gì Thì nhìn tôi chầm chầm và gần giọng Sao cô không trả lời ừ, Tôi biết rồi Miệng là của tôi Tôi muốn trả lời hay không là việc của tôi anh ta lấy cái quyền gì mà suốt ngày ép buộc người khác phải làm theo ý của anh ta chứ tôi không làm lại dọa nạt lớn tiếng lúc nào cũng chỉ biết to tiếng và chèn ép tôi nếu đã thấy khó chịu khi nhìn thấy tôi như vậy thì trả tự do cho tôi đi đi mà ở với người bạn gái của anh ta đi mà ngọt ngào nhẹ nhàng với người ta về đây làm cái quái gì tôi buồn bực trong lòng nhưng không dám nói ra chỉ có thể nằm ngoan ngoãn bên cạnh huy huy cũng không nói gì với tay tắt đèn điện trong phòng những đêm đầu chu kỳ đương nhiên tôi không dễ gì mà ngủ được tôi nằm quay mặt sang một bên co nhúm người lại tay thì ôm bụng miệng thì khẽ suýt xoa hình như động tác của tôi đã làm cho huy khó chịu cô không ngủ đi cô kêu cái gì mà lắm thế à anh cứ thử đến tháng như tôi xem anh có đau bụng không nếu như anh thấy tôi phiền phức anh sang phòng khác mà ngủ anh đang ở cùng với bạn gái của anh anh về đây làm gì huy nghe như vậy lập tức ngồi bật dậy xoay tôi nằm thẳng ra dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ tôi có thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm của anh tôi không muốn đi đâu làm gì ngủ ở đâu là việc của tôi cô tưởng rằng là cô ép được tôi à cô can thiệp được à đúng tôi không can thiệp được cũng chẳng muốn can thiệp đâu quyền riêng tư của mỗi người thế nên tôi có làm gì Xin anh cũng đừng xen vào Nhưng mà tôi cứ thích xen vào đấy Cô làm gì được tôi Đúng là tôi chả làm gì được Huy Nhưng anh ấy có thấy mình quá vô lý rồi không Anh không cho tôi can thiệp vào cuộc sống của anh Vậy thì anh lấy cái quyền gì Mà can thiệp vào cuộc sống của tôi Tôi buồn bực không muốn cãi nhau với Huy Bởi vì dù sao có cãi đi cãi lại với anh ta Thì anh ta không bao giờ chịu nhường nhịn tôi Nói nhiều làm cái gì để mình tự nhận thêm ấm ức vào người cơ chứ Nghĩ vậy tôi mặc kệ cho Huy Cứ ngồi lù lù trên giường Chăm chú nhìn tôi Tôi quay lưng lại về phía của anh Hai mắt nhắm lại tay thì vẫn ôm bụng Bởi vì cơn đau đang không ngừng quặn thắt Tôi còn đang nói chuyện với cô Mà tại sao cô dùng cái thái độ gì đấy hả Anh đi ngủ đi Tôi không muốn nói chuyện Giữa tôi và anh ấy, Chả có cái gì để nói với nhau cả một lúc sau tôi thấy Huy bước xuống giường Tiếp đó là cửa phòng mở ra Và anh ta bước ra ngoài Tôi nghĩ chắc là anh ta khó chịu với tôi Nên sang phòng khác ngủ rồi Nhưng tôi lại cảm thấy tủi thân Bởi vì Huy không ở lại cạnh mình lúc này Anh thật là thấy tôi phiền phức Có phải không? Đột nhiên cảm giác buồn nôn xuất hiện Tôi cố gắng nuốt nước bọt mấy lần Để xem có đỡ đi hay không Nhưng mà cổ họng của tôi lại càng cậm lên Cuối cùng không chịu được nữa mà tôi chạy vào nhà vệ sinh Nồn thốc nồn tháo Ngồi quỳ bên cạnh nhà vệ sinh Một tay tôi giữ tóc Một tay bám vào thành bồn Nôn ẻ dữ dội Bỗng nhiên tôi cảm thấy Có một bàn tay của ai đó đang vuốt nhẹ lưng của tôi Một tay giúp tôi giữ mấy sợi tóc trầm giọng hỏi tôi Thế lần nào đến tháng Cô cũng bị như thế này à Không biết tại sao Huy lại quay lại đây để anh nhìn được cảnh tượng này Không biết anh có thấy bẩn không Tôi không nói được Chỉ có thể gật đầu Và tiếp tục nôn Cho đến khi trong bụng Không còn cái gì nữa Huy nắm tay tôi dẫn tôi ra bên ngoài Anh đi đến bàn uống nước Đưa cho tôi một cốc trà gừng Đã được anh chuẩn bị từ trước Cô uống xem Có đỡ tí nào không Tôi không uống đâu Vị này khó chịu lắm tôi không thích với lại tôi có uống Cũng không hết đau Uống bao giờ chưa mà biết Tôi từng uống một lần rồi Tôi không thích trà gừng Không thích ý Cô cũng phải uống Vừa nói Huy vừa đưa sát vào miệng của tôi Tôi mím chặt môi lại và lắc đầu Không muốn uống Huy gằn giọng Cô nhanh lên Đừng để tôi phải nói nhiều Không tôi không thích đâu Đừng có nói không thích với tôi Uống đi rồi mà còn đi ngủ chứ Mặc cho Huy trọn mắt lườm tôi, tôi vẫn kiên quyết không chịu uống, cuối cùng anh ta không làm được gì, đành bất lực bỏ cốc nước xuống. Không uống thì thôi, lên giường đi ngủ đi, tí mà kêu tôi khâu miệng cô lại đấy, nghe chưa? Bởi vì không muốn uống trà gừng nên tôi không dám hé răng để kêu gào, với lại vừa rồi nôn ra được nên cơ thể của tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi nằm được 5 phút thì Huy chợt kéo tôi và ôm tôi vào lòng tôi có chút né tránh định từ chối vòng tay của anh nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị huy ôm chặt lại giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ bên tai nằm yên đi lúc này huy nói như vậy sau đó tiếp tục truyền bàn tay xuống bụng của tôi và bắt đầu xoa nhẹ nhàng cho tôi tuy không phải dùng dầu nóng xoa vào nhưng nhiệt độ của bàn tay của anh cũng làm bụng tôi ấm lên rất nhiều Tôi cũng cảm thấy rất dễ chịu. Nằm trong lòng của Huy, cảm giác vô cùng an toàn. Nếu được, tôi mong khoảnh khắc này mãi mãi tiếp diễn cùng chúng tôi. Tôi ước được nằm trong vòng tay của anh, chìm vào giấc ngủ mỗi tối. Sáng tỉnh dậy mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy cũng là anh. Cảm giác được ở bên người mình yêu thật sự rất yên bình. Nhưng đó chỉ là ước mơ, chẳng bao giờ thành hiện thực đợi đến khi anh dùng chán tôi rồi, đợi đến khi anh kết hôn cùng với người con gái khác thì người bên cạnh anh là Liễu chứ không phải là tôi. Nghĩ đến đây, lòng của tôi lại chua xót vô cùng. Tôi ở trong lòng của Huy, cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, chỉ biết sáng hôm sau đang ngủ ngon lành thì hành động của người bên cạnh dù rất nhẹ cũng làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra, bắt gặp gương mặt nhăn nhó của người đó đang nhìn tôi, tôi khó hiểu, định hỏi anh là làm sao, nhưng lúc này vội vàng cúp ánh mắt xuống để tránh ánh nhìn của anh. cô ngủ thêm đi, còn sớm mà. Ừ, tôi ngủ đủ rồi. cô cứ nhắm mắt lại ngủ đi. cô mà dám bước xuống giường, cô liệu hồn với tôi đấy. nhưng bây giờ làm sao mà tôi ngủ được? anh có giỏi, anh lên giường anh ngủ lại xem anh cũng ngủ được không cô càng ngày càng giỏi nhỉ tôi nói một cô cãi lại mười tôi không có cãi gì tôi chỉ nói những điều hợp lý thôi tôi không như anh toàn bắt nạt người khác làm những chuyện vô lý tôi vô lý á tôi chả thấy mình vô lý chỗ nào thì lúc nào anh cũng cho mình là đúng có bao giờ anh thấy bản thân của anh vô lý đâu á à, chà cô còn sức để cãi lại tôi cửa tự dưng Huy ghé sát vào tôi như vậy Lại còn nói chuyện với giọng điệu mờ ám Không khỏi khiến cho tôi suy nghĩ linh tinh Tôi lúng túng chống tay trước ngực Tạo khoảng cách giữa hai đứa xa hơn Anh tránh ra cho tôi dậy Hôm nay tôi muốn đến bệnh viện Để thăm mẹ tôi Huy không quan tâm lời nói của tôi Anh cầm lấy tay của tôi Và đặt trước ngực Chắc là tôi cần phải làm cho cô mệt Thì cô mới chịu đi ngủ có đúng không tôi vặn mình loay hoay muốn thoát khỏi anh nhưng càng muốn thoát lại càng bị anh giữ chặt lại huy thấy tôi không chịu nằm yên thì thả lòng người và nằm đé lên người tôi anh vừa cắn nhẹ lên vành tai của tôi vừa nói cô cũng biết rồi đấy sáng ngày ra người đàn ông sẽ như thế nào nếu như cô còn vặn vẹo tôi sẽ coi cô như đang dụ dỗ tôi tôi làm gì thì tùy tôi đấy anh điên à anh tránh ra đi nằm yên anh dậy đi được rồi tôi đi ngủ huy không nhúc nhích dù chỉ một chút môi mỏng vẫn không ngừng hôn ngấu nghiến một bên cổ của tôi hành động của anh làm cơ thể của tôi dạo rực một bàn tay của huy bắt đầu không yên phận anh đưa xuống và sờ soạn lên cả cơ thể của tôi không được tôi đang đến tháng mà tôi biết rồi nhưng cô không được động đậy cho tôi sờ một tí thôi Nghe lời của Huy Tôi vừa tức vừa buồn cười Nhưng chỉ biết nằm im không dám động đậy Đến ngay cả hít thở Cũng cảm thấy rất nhẹ Không dám thở mạnh đâu Để mặc cho anh ôm tôi hôn tôi Lát sau anh không chịu được nữa mới ngồi dậy Rời khỏi người tôi Và đi vào phòng tắm Hơn 30 phút sau Huy đi ra Mặt mày của anh lạnh tanh Không nhìn đến tôi nữa Một lúc nữa dậy đi tắm tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô vâng ạ à. nói rồi huy ra khỏi phòng tôi cũng nằm không yên được nữa liền ngồi dậy bước xuống giường vào nhà vệ sinh huy nghe được tiếng bước chân của tôi đang bước xuống từ cầu thang anh ngẩng đầu lên và nhìn tôi ra phòng khách ngồi đợi đi tôi nấu xong rồi mình cùng ăn vâng ạ à. khác với dáng vẻ mặc vest quần âu phẳng phiu cùng với bộ mặt lạnh lùng hàng ngày Giờ phút này trên người của anh đang mặc áo phông, quần sót, vô cùng thoải mái và gần gũi. Đặc biệt khi nhìn bóng lưng của anh đang đứng nấu ăn, giống như có một ma lực nào đó đang thôi miên tôi. Tôi chỉ muốn nhìn mãi, không muốn rời đi. Tự nhiên lại muốn tiến lại, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu vào bờ vai cứng rắn ấy, hít hà mùi hương quen thuộc trên người của anh. Tôi đang bần thần suy tư, thì bên tai chuyển đến một tiếng gọi lớn. Này, Thư! Tôi giật nảy mình, ngờ ngác mãi mới định thần trở lại. Ánh mắt lúc này cũng vô tình, đụng phải ánh mắt của Huy nhìn tôi. Anh gọi cái gì mà lớn tiếng thế à? Đầu hết cả tai rồi đây này. Anh chào em và cậu chủ từ lúc nào? Mà bây giờ em không nghe à? Anh Vinh hơi ngừng lại, ánh mắt tinh quái liếc về phía của Huy, nở một nụ cười dĩu cợt. Tâm trí và tầm nhìn của em đang hướng về ai đó trong phòng bếp nên không nghe thấy anh nói gì thế nên ấy anh phải gọi thật to để em còn biết đến sự tồn tại của anh chứ em á em đâu có nhìn ai đâu lại còn chối nhìn say xưa không biết trời đất là gì đang tính cãi lại thì huy đi tới lên tiếng hỏi anh vinh đi đâu cả đêm mà bây giờ mới vác mặt về em đi chơi với bạn Lâu lâu mới được rảnh rỗi Nên ra ngoài hưởng thụ một chút Chứ ở nhà thấy người người chiến tranh Em sợ bị vạ lây lắm Cũng thấy thương cho anh Vinh thật Ban ngày phải làm việc ở công ty đến đầu tắt mặt tối Về nhà lắm hôm còn bị Huy lôi ra chúc giận Suốt ngày bị ăn mắng vô cớ Tôi biết Huy hành anh Vinh như vậy Là bởi vì tức tôi Nhưng không làm gì được tôi Nên mới cục cằn Ném lên người khác Huy nghe anh Vinh nói ẩn ý liền vứt cho anh ấy một ánh mắt đầy sự nguy hiểm giống như đang cảnh cáo anh vinh thấy vậy thì cười hì hì hai tay giơ lên như muốn đầu hàng rồi nhìn sang tôi hỏi mà hôm qua em nhờ anh mua cái gì thế còn cần không để anh đi mua luôn cho à, dạ không em không cần nữa à huy lúc này không vui lên tiếng cậu đến công ty đi hôm nay tôi không đi làm thời gian này cậu chủ bỏ bê công việc quá rồi đấy, việc gì cũng giao hết cho em xử lý. Tôi thuê về để làm việc, chứ không phải là để cho cậu chơi. Cậu không làm được thì cậu nghỉ đi. Ơ. Ừ. Huy không quan tâm về mặt ngơ ngác, ôm một bụng đầy bất mãn nhưng không làm gì được của anh Vinh. Anh nhìn tôi và nói. Vào ăn. Tôi đứng dậy lưỡng thững đi theo Huy. Lúc đi qua người anh Vinh, tôi nói nhỏ. Anh đi làm đi Không người này lại mắng anh đấy Cô giỏi thật đấy Cô gọi cho người đàn ông đó để nhờ mua đồ Tôi không nhờ mua Tôi chỉ bảo anh ấy về đưa tôi đi Tôi cũng không nói là tôi mua cái gì Với lại tối qua Tôi có hỏi anh trước rồi Nhưng mà Huy im lặng không nghe tôi giải thích Mấy giây sau giọng nói của anh ôn hòa Thế bây giờ cô đỡ đau bụng chưa <laughs> Đỡ hơn rồi Cô sang đây Hả Tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy Khuôn mặt của anh vẫn không có cảm xúc Đôi mắt sâu đen Hơi hiếp lại Chậm rãi nói từng từ Nhanh lên Tôi đứng dậy đi sang chỗ Huy Định kéo ghế kế bên ngồi xuống Liền bị anh kéo ngồi lên đùi của mình Hai tay của anh khóa tôi lại Ép tôi ngoan ngoãn Ở trong lòng của anh Ngồi yên Anh tránh ra đi cho tôi ăn sáng cô ngồi trong lòng của tôi thì cô không ăn được à cô đút cho tôi đi anh có tay mà anh tự mình lấy mà ăn chứ lực bên eo thêm siết chặt huy nhìn tôi nhìn đến bát cháo trên bàn rồi lại nhìn tôi mà nhướng mày nhanh lên tôi đói rồi muốn đút cho anh cũng được nhưng anh phải trả lời tôi một chuyện chuyện gì hôm ở bệnh viện anh nói chuyện gì với bạn tôi sao lại ép tôi nghỉ chơi với thủy chứ đến hôm nay không biết đã bao nhiêu lần tôi muốn hỏi huy về vấn đề này nhưng trước đó đều không nhận được câu trả lời thích đáng tôi cứ tưởng lần này cũng như vậy rồi cả hai sẽ chiến tranh lạnh nữa cho mà xem nhưng mà huy lại hỏi ngược tôi cô muốn biết đến như vậy sao đương nhiên chúng tôi là bạn thân bao nhiêu năm rồi tự nhiên anh bảo tôi nghỉ chơi với thủy thì Tôi phải biết được nguyên nhân là gì chứ. Thế cô nghĩ là vì điều gì mà tôi bảo cô nghỉ chơi với cô ta? Tôi không biết. Anh nói đi. Cô ta không phải là người tốt đẹp gì. Cô còn chơi với cô ta thì cô sẽ bị hại, thê thảm. Cái gì? Hại tôi thê thảm á? À? Không. Thủy không bao giờ hại tôi. Nó rất tốt với tôi. Chúng tôi là bạn thân của nhau cơ mà. Tốt cô nghĩ rằng cô ta tốt với cô sao tôi gật đầu đợi huy nói tiếp có bạn tốt nào bảo bạn mình đi bán thân không đấy là vì tôi cần tiền gấp không có cách nào nên thủy mới chỉ cho tôi cách này với lại nó đâu có ép tôi không ép buộc nhưng lại đưa ra vô vàn lý do để thuyết phục cô nếu cô ta là người tốt coi cô là bạn không bao giờ bảo bạn thân làm cái chuyện này cô không có bạn bè không vay mượn được nhiều tiền nhưng còn cô ta thì có rất nhiều tiền và dư sức giúp cô vay mượn nhưng cô ta không làm thế cô ta muốn cô không còn trong sạch đồ ngốc ạ à? nhưng tại sao anh biết gia đình thủy cũng bình thường có phải là giàu có gì đâu mà có thể cho tôi mượn tiền chứ trước đó thủy cho tôi mượn một khoản tiền rất lớn rồi cô tin cô ta <laughs> và cô không tin lời nói của tôi. Nếu như phải lựa chọn giữa Tin Huy hay là Thủy, tôi sẽ lựa chọn Tin Huy. Không phải chỉ vì tôi yêu anh nên tôi mới chọn, mà bởi vì anh cho tôi cảm giác đáng để tin tưởng. Nhưng trong chuyện này, tôi cảm thấy rất là khó hiểu, tại sao Thủy phải làm hại tôi? Nếu nó ghét tôi, nó đã không giơ tay mà giúp tôi trong mấy năm qua. Vậy lúc anh mua tôi thủy không biết anh à cô ta không biết người giới thiệu cho tôi là bạn của thủy mà tại sao nó lại không biết chứ chuyện đó cô không cần quan tâm cô nghe lời tôi tránh xa cô ta ra là được nhưng chúng tôi bây giờ đang là bạn bè tôi không muốn nghỉ chơi với thủy đâu biết không chừng là bởi vì anh suy nghĩ quá nhiều nên anh mới nghĩ rằng nó chơi xấu tôi tôi nói cô không nghe đến lúc bị cái gì đừng có mà kêu ca thấy thái độ của huy có vẻ như không phải nói không có bằng chứng anh chắc chắn còn biết nhiều chuyện gì sau đó chứ không riêng gì mỗi chuyện thủy bảo tôi bán trinh nếu như thủy thật sự muốn hại tôi thì tôi có chơi với nó nữa hay không thì thủy vẫn tìm cách để hại tôi có tôi rồi cô ta không dám động đến cô đâu Tự nhiên nghe cái câu có tôi rồi Mà tôi không khỏi xúc động Tôi nhớ một lần mình mơ thấy Đạt Anh ấy nói với tôi rằng Ở lại bên cạnh Huy Cậu ấy sẽ bảo vệ tốt cho em Cảm giác như anh chính là chỗ dựa an toàn nhất của tôi Cho dù tôi có gặp chuyện gì Anh cũng có mặt mà giúp đỡ tôi Giống như thời gian qua vậy Từ ngày anh trở về Mọi thứ cuộc sống của tôi đều nhẹ nhàng hơn Trừ mỗi việc anh hay có gắt Lớn tiếng với tôi Thế hôm ở bệnh viện Anh nói gì với Thủy thế Tôi nhắc nhở cô ta Trên đời này cũng có quả báo Chẳng hiểu vì sao Huy lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy Lúc nào cũng nói là ghét tôi hận tôi Nhưng luôn giúp tôi rất nhiều chuyện Riêng chuyện của Thủy Lại làm tôi có suy nghĩ khác về thái độ của anh Nếu như không muốn tôi sống tốt Vậy thì cứ xem như Không hay biết gì tại sao phải mất công nói chuyện với thủy chứ còn nhắc thủy là trên đời này cũng có quả báo mà thủy làm gì quá đáng à tại sao lại gặp quả báo nhỉ cứ cho là lời huy nói đúng đi nhưng tôi không muốn ngay lập tức nghỉ chơi với thủy bởi vì tôi chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào có chăng tôi sẽ giữ khoảng cách với thủy hơn có chuyện gì cũng bớt kể cho nó cũng như huy bảo có anh rồi thủy không dám động đến tôi đang suy nghĩ thì bên cổ của tôi có một cảm giác rất nhột giật mình mới biết huy đang gục đầu vào cổ tôi vừa cắn vừa hôn cái người này không nghiêm túc một tí nào đến cả lúc ăn sáng cũng không để cho tôi yên một tuần vừa rồi giận nhau còn không thèm động đến một ngón tay cơ mà tại sao bây giờ cứ dính chặt tôi như vậy cảm nhận được bên dưới có cái gì đó cưng cứng nhận ra đó là cái gì hai má của tôi bỗng chốc nóng gian cô ngồi yên đi này anh có thể nghiêm túc được không à đừng có mà tối ngày tối ngày làm sao thì cái đó của anh huy chả có chút gì xấu hổ anh thản nhiên hỏi vấn đề khác bao giờ cô mới hết kỳ năm ngày sau lâu thế tôi thấy mình như vậy là còn bình thường có người phụ nữ còn kéo dài hơn tôi rất nhiều cố gắng đầy nhẹ người huy ra tôi khó khăn nói anh đừng như vậy nữa anh nghiêm túc mà ăn đi nhưng mà tôi muốn ăn cái khác ăn cái gì cô biết mà điều cảm trên khuôn mặt của anh có bao nhiêu phần là mờ ám lời nói cũng chẳng có chút gì là đứng đắn tôi hiểu lời nói ẩn ý của anh lúc này nhưng mà tôi đang đến tháng không phục vụ được anh tôi đẩy mạnh huy đứng dậy chạy về ghế đối diện và ngồi xuống anh mà không ăn nhanh ấy tôi ăn xong tôi rửa mỗi bát của tôi thôi đấy Tôi tha cho cô Đợi 5 ngày nữa tôi tính một thể Ăn sáng xong Huy đưa tôi đến bệnh viện để chơi cùng mẹ Còn anh đứng ở bên dưới sân Ngồi đợi tôi Sau đó mới đi lên Giả vờ như vô tình đến thăm mẹ Nhưng lại trùng hợp gặp tôi Mẹ lần nào nhìn thấy Huy đến Cũng vui vẻ và phấn khích Cứ như kiểu Huy mới là con của mẹ Huy không những không thấy phiền Khi mẹ tôi nói chuyện nhiều Mà ngược lại anh còn rất nhiệt tình Kể cho bà ấy nghe từ cuộc sống hay công việc của anh Riêng chỉ có chuyện tình cảm Là anh hạn chế không nói tới Mẹ tôi có hỏi Thì anh trả lời Cháu đợi cô ấy nhận lời cậu hôn của cháu Sau đó chúng cháu mới cưới được Mỗi lần nghe Huy nói như vậy Trong lòng tôi lại cảm thấy không vui chút nào Hai lần gặp Huy đi chung với Liễu Là cả hai lần Mối quan hệ của họ rất tốt Thân mật thì khỏi phải chê Chỉ cần anh nói một câu Kiểu gì cô ấy chả đồng ý lời cầu hôn của anh ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao Anh ấy lại trả lời mẹ tôi như vậy Những ngày sống chung giữa tôi và Huy Không còn áp lực như trước Anh bớt chào mày, bớt cầu nhau Bớt khó tính với tôi Tôi cũng không hay cãi lại Làm trái ý của anh Chúng tôi cứ như vậy Mà hòa thuận sống bên cạnh nhau Ngày ngày tôi chuẩn bị ba bữa cơm cho anh Đợi anh đi làm về tối lại nằm trong lòng của anh xem phim rồi cùng nhau chìm vào sức ngủ tuy không dám bước đến gần anh thêm một bước nhưng tôi lại không nỡ xa anh không biết cuộc sống bình yên ở bên anh sẽ kéo dài bao lâu nhưng ngày nào còn được ở bên cạnh ngày nào anh chưa chán ghét anh chưa xua đuổi tôi thì tôi vẫn trân trọng những ngày tháng này và một ngày my gọi đến dù tôi qua nhà em ấy chơi cũng lâu lắm rồi tôi không qua thăm hai bác Nên hôm nay mi có lời mời Tôi không có lý do gì để từ chối Tôi nhắn cho Huy một tin Thông báo mình sẽ ăn tối ở nhà của mi Sau đó ra ngoài Bắt xe taxi đến nhà con bé Thư đây à Lâu này cháu bận công việc gì Mà lại thấy cháu sang đây chơi ít quá Tôi đâu có dám ra ngoài nhiều chứ Trên người lúc nào cũng có dấu hôn của Huy Lần nào tới bệnh viện Tôi phải đứng trước gương để dùng kem che đi mãi. Tôi lười trang điểm và cũng không muốn đi đâu, nên chỉ ở biệt thự cách hai ba hôm lại đến bệnh viện với mẹ. Nhưng tôi không thể cho mọi người biết nên lên tiếng. Dạ vâng, ở cửa hàng đông khách nên cháu cũng bận. Cố gắng lên cháu ạ, à? có công việc tốt, lương cao là mừng rồi. Dạ vâng. Nhưng mà làm việc ấy phải biết giữ gìn sức khỏe. Vừa phải chăm sóc bản thân Vừa phải chăm mẹ Nên cố gắng lên Mi ngồi bên cạnh nói chen vào Mẹ có thấy chị Thư dạo này béo tốt Trắng trèo thế kia Chắc chắn Sức khỏe của chị ấy cũng tốt mẹ nhở Không khéo có khi Sắp lấy chồng có em bé đến nơi ý chứ Này chị đâu có béo đâu Chị vẫn vậy Từ hồi trước lên cân ấy Vẫn giữ nguyên như thế Có lên nữa đâu Em không biết Em nhìn chị đúng kiểu như đang có tình yêu, không biết ai mà mát tay, nuôi chị giỏi thế. Mi càng nói, tôi càng cảm thấy em mới biết được rất nhiều chuyện, không khéo cũng biết chuyện, tôi qua lại với Huy cũng nên. Vì thời gian vừa qua tôi hay đi chung với Huy đến bệnh viện, dù cho đã cố tình người lên trước người lên sau, nhưng mẹ chắc chắn cũng kể cho Mi nghe về việc Huy đến bệnh viện. Rồi tôi không sống ở nhà, không đến cửa hàng con bé cũng mấy lần nhắn tin hỏi tôi nhưng tôi đều lấy lý do để chống chế kiểu này chắc là đang nghi ngờ tôi qua lại với người nào đó nên mới bóng gió thăm dò tôi đây mà nhưng mà chị mới thấy em là người đang ngập tràn trong tình yêu đấy em á em làm gì có ai nhưng mà chị cũng chả có ai bà đừng có điêu thật em không tin à chị cũng đành chịu Chúng tôi cứ nói qua nói lại trước mặt bố mẹ Mì Bác trai lúc này cũng bật cười và lên tiếng Hai cái đứa này Đến tuổi lấy chồng được rồi Thì bây giờ có người yêu Sao phải ngại ngùng Muốn làm gái ế cả đời à Nhưng mà con đợi chị Thư lấy chồng Con mới cưới Hai cô lấy đi cho người lớn chúng tôi Còn có cháu bổng cháu bế Già dạ rồi chỉ muốn nhìn con cái yên bể ra thất Con cháu xung vầy Chứ như thế này lo lắm Bố mẹ mới gần 60 tuổi Đã già đâu Còn thấy còn trẻ chán Ờ ừ, cái con bé này Bác trai cũng hết muốn nói nổi với con gái mình Nên bày ra điều bộ giống như bất lực Còn bác gái thì cười chúng tôi Mấy hôm trước ấy Vợ chồng bác có vào thăm mẹ con Thấy tình hình bái cũng tốt lên nhiều Thì bao giờ mẹ con xuất viện Dạ cái này Bác sĩ chưa nói chắc chắn ngày nào Nhưng Nghe nói khối u của mẹ cháu Được phẫu thuật triệt để Nên không lo bị tái phát Giờ chỉ đợi phục hồi chức năng Thì sẽ được ra viện ạ à? Ừ Bà gái vừa nói dứt lời Thì đằng sau tôi nghe thấy tiếng bước chân Tiếp đó là giọng nói của anh Bảo Dạ cháu chào, chào cô chú Ừ Bảo sang đây à Ngồi xuống đây cháu Bác trai chỉ tay xuống ghế bên cạnh Nói anh Bảo ngồi xuống Lúc này tôi nhìn thấy anh và chào một tiếng Dạ em chào anh Chào Thư Lâu quá rồi không gặp Mới có mấy tháng mà anh lại bảo lâu quá Chả thế à Ngày trước em còn đi làm chỗ anh Ngày nào mà anh không nhìn thấy em Dạ vâng ạ à? Tôi mỉm cười sau đó không nói gì nữa mi lên tiếng Anh bảo sang đây chơi Thế thì ở lại đây ăn cơm cùng với gia đình em nhé Cũng được Nhưng mà em mời đấy nhé Chứ không ấy, lại bảo là anh đòi ở lại dạ vâng vậy bố mẹ với anh ngồi nói chuyện còn với chị thư vào bếp chuẩn bị bữa tối à nói rồi tôi với mi đứng dậy vào phòng bếp nấu ăn lúc chỉ còn mỗi hai đứa chúng tôi con bé lại bắt đầu tra hỏi thời gian qua tôi làm gì mà bận suốt không có thời gian nói chuyện và đi chơi cùng con bé còn hỏi tôi có hay gặp huy hay không lúc đầu tôi định nói là không gặp nhưng nghĩ rằng nếu mi biết được tin gì từ chỗ mẹ của tôi bây giờ đang cố tình hỏi tôi thì tôi nên thành thật không kiểu gì con bé cũng nghi ngờ mi nghe tôi trả lời xong có hơi ngẩn người ra nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang thăm dò tôi có nói dối gì không ước chừng nửa phút sau đó gật gù nói sang chuyện khác một lúc sau anh bảo cùng bước vào trong bếp nói là muốn phụ chúng tôi mi có vẻ thích thú nên giữ anh ấy lại còn đưa cho anh bà một rổ rau và bắt anh ấy phải nhặt sạch. Bà chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện rôm rả, như thể lâu lắm rồi mới có chuyện để tâm sự hỏi han nhau. Đang đứng cười nói, tôi chợt có cảm giác như ai đó đang chăm chú nhìn mình. Tôi tò mò ngẩng đầu lên, thì người đang đứng nhìn tôi đó chính là Huy. Mặt mày anh đúng kiểu như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi không nghĩ rằng Huy đến đây mà lúc này tôi đang nhặt chung một rổ rau với anh Bảo, đã vậy lại còn cười toe toét, híp hết cả mắt, giống như một người làm chuyện xấu bị bắt gặp, sợ bị hiểu nhầm, tôi vội vàng lùi về sau một bước, cách xa anh Bảo, nụ cười trên môi cũng tắt lịm, mí mắt từ từ cụp xuống để tránh ánh mắt của Huy. Chúng tôi đang nói chuyện, chợt thấy tôi im lặng, thì Mi đang đứng nấu ăn liền quay sang tôi. "Chị Thư" Mi nói đến đây thì cũng dừng lại Ánh mắt bắt gặp thân hình cao lớn Hiền ngang của Huy Con bé đặt đôi đũa xuống Đi ra ngoài đứng đối diện với Huy Này ông tướng Anh đến mà không chào hỏi ai à Đứng lù lù giữa nhà thế này Giống như mình là chủ nhà thế hả Anh không thấy bố mẹ em đang ngồi ở kia à Mi chỉ tay về hướng bố mẹ mình Biểu cảm của Huy vẫn không có gì thay đổi Anh nhìn tôi thêm vài giây Sau đó chớp mắt Chuyển hướng nhìn đến bố mẹ của My Dạ chào chào cô chú Huy đây à Nay có thời gian rảnh Qua chơi với gia đình cô Dạ vâng Cháu hết việc sớm Tranh thủ một chút thời gian Qua thăm cô chú à Huy xài bước đi về phòng khách Anh tự nhiên ngồi xuống sofa Mà chẳng cần ai phải mời mình Biết là anh với gia đình My thân thiết lâu năm Nhưng lễ nghi dườm già Hay khách giáo kia Chắc là cũng không cần có Mì thấy Huy ngồi nói chuyện với bố mẹ Thì dậm chân xuống nền nhà Vành mặt lên lườm Huy một cái Rồi ngúng ngoài quay vào Nói với chúng tôi Anh Huy đúng là đáng ghét Không coi ai ra gì Ghét thế không biết Một lúc sau trên bàn ăn Đã bày biện tất cả các món Mì ra mời bố mẹ vào dùng cơm Đương nhiên cũng không quên mời Huy Tôi, anh Bảo và Mì Ngồi một bên Huy và bố mẹ Mì ngồi một bên nhưng tôi và Huy ngồi ở vị trí đối diện. Có người lớn ở đây. Huy không có tỏ thái độ gì là xa cách nhưng cũng không gần gũi, chỉ dừng lại ở mức như kiểu bạn bè bình thường với tôi. Anh bảo và Huy đã từng gặp nhau trước đó ở nhà hàng và chắc cũng có quen biết nhau, nên khi gặp nhau ở đây chẳng ai có biểu hiện gì là bất ngờ. Cũng may là không ai nhắc lại chuyện ở nhà hàng vào đầu tháng 3 vừa rồi. Nếu không ấy, để hai bác biết được chúng tôi không biết về giải thích làm sao không khí trong bữa ăn không có gì ngột ngạt nếu như anh bảo không chủ động gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi lúc đó huy đang quan sát tôi tôi không muốn tí về nhà bị anh ấy gây chuyện nên tôi có ý từ chối nhưng bởi vì phép lịch sự dù sao anh bảo cũng đặt nó vào bát của tôi rồi tôi không thể nào gắp bỏ ra nên chỉ có thể để nguyên như vậy tôi khó xử lắm rồi mà My lúc này còn cười đùa Anh bảo lấy cho chị Thư phần ngon thế Em làm bạn với anh lâu rồi Mà anh chỉ lấy cho mỗi mình chị em à Thế phần của em đâu Anh có ý đồ gì Anh thấy đĩa sườn cách xa Thư Nên gấp giúp em ấy thôi mà Nhưng mà em thấy cũng sao mình Anh gấp giúp em đi Anh bảo lấy cho My một miếng bò vào bát Đây nhá, không lại ghen tị em không bao giờ ghen tị đâu my nhìn huy hơi nhướng mày rồi mới nhìn đến tôi chị thư chị cứ ăn đi anh bảo lấy cho chị miếng ngon nhất rồi đấy nhìn của em này bé xíu tôi cố gắng nở ra một nụ cười trong khi đó trong lòng không ngừng cầu nguyện huy không bực bội nếu không về nhà anh sẽ làm khó dễ tôi nhưng mà chẳng cần phải đợi về đến nhà ngay lúc này người đàn ông ấy đã lên tiếng anh thấy miếng sườn mà bảo lấy cho thư nhìn ngon nhất đấy em cố mà ăn hết đi phải ăn nhiều vào mới có sức làm việc anh thấy người em dạo này hơi ốm có già có thịt vẫn hơn nào ăn đi em không cần phải ngại đâu vẻ mặt thì tươi cười nhưng khuyên nhủ những lời có bao nhiêu phần là cảnh cáo ánh mắt của anh nhìn tôi còn như kiểu cô mà dám ăn đồ thằng đó gấp thì cô chết với tôi thế thì ai mà dám động đến chứ Mi nhìn thấy tôi chần chừ, sau đó lên tiếng nói ngay. Ơ cái chị này, chị ăn đi, không được bỏ dở đâu đấy. Ừ, ừ. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, ăn hay là không ăn đây. Đắn đo mấy giây, cuối cùng tôi chọn ăn nó. Cùng lắm thì về nhà bị Huy chửi cho một trận, chứ có cái gì đâu. Tôi nghe anh chửi nhiều thành quen rồi, nghe thêm vài lần cũng không chết được. Vẫn còn hơn là phụ lòng tốt của anh bảo trước đây anh ấy giúp tôi trong công việc bây giờ không còn làm ở đó thì tôi phải tôn trọng biết ơn người ta bởi vì từng giúp mình chứ cũng không cần phải nói sắc mặt của huy lúc này tối sầm lại ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ không thích nhìn tôi cảnh cáo nhưng cũng rất nhanh trở nên ôn nhu có lẽ là vì không muốn mọi người ở đây nhìn ra mối quan hệ bất thường của chúng tôi có lần một chắc chắn có lần hai anh bảo thấy trong bát của tôi gần hết lại tiếp tục định gấp giúp tôi, tôi phải khó khăn lắm mới dám từ chối. Dạ thôi à, em tự lấy được, anh đừng gấp cho em, để cho em tự nhiên à. đang không biết phải như thế nào, lúc này bác gái lên tiếng ngay. đúng rồi đấy, cháu có để cái thư nó tự lấy, cháu làm như vậy là con bé nó ngại. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi nào. Bác trai lúc này cũng lên tiếng hỏi huy. Mãi mà chưa thấy thằng Huy Nó mang người yêu qua đây giới thiệu nhỉ Huy còn chưa kịp trả lời Thì Mi đã cướp lời ngay Anh Huy muốn yêu đương ấy Thì ra chỗ khác mà yêu Đừng có mà đưa về nhà Ơ ừ, hai cái con bé này Người yêu anh Huy Mà con lại nói thế à Con không thích cô ta Con nhìn là con ghét rồi Con gặp rồi à Vâng con nhìn thấy một lần rồi Trong hoàn cảnh không hay ho gì Hoàn cảnh không hay ho mà Mi nhắc đến chính là nhìn camera ở nhà hàng hôm mà Huy và Liễu đến ăn cơm. Tôi cũng nhìn thấy chuyện đấy, nhưng tại sao con bé này nó nhớ dai thật. Thú lâu như vậy, ai mà động vào em ấy chắc là không sống được yên. Huy lúc này không quan tâm thái độ không thích của Mi, anh trả lời bác trai. Mấy hôm nữa mọi chuyện rõ ràng hơn. Cháu đưa cô ấy tới đây giới thiệu với cô chú à? Ừ thì đợi thêm vài ngày cũng được Không biết người yêu cháu mặt mũi thế nào Nhưng chắc cũng xinh gái nhỉ Thì thằng Huy mới yêu chứ Có đúng không Dạ vâng cô ấy rất xinh ạ Cô chú chắc chắn sẽ rất thích Bì lúc này chen ngang Xấu như ma Thế mà còn khen xinh Xấu cả người cả nết Bố mẹ Mì và Huy Cũng hết nói nổi em ấy Nên cũng đành mặc kệ Huy cũng không nhắc đến Liễu anh nói đợi mọi chuyện đâu ra đó sẽ giới thiệu cho hai bác. Vậy tức là hợp đồng giữa chúng tôi cũng sắp kết thúc rồi. Anh đã chán tôi rồi, có phải không? Tự nhiên nghĩ đến lúc phải cắt đứt quan hệ với Huy, tôi lại không đành lòng, nhưng quyền quyết định lại không phải ở tôi. Ăn xong chúng tôi ở lại nói chuyện với gia đình Mi, đến 9 giờ tối mới ra về. Lúc đến đây tôi bắt xe taxi, bây giờ về cũng không thể nào đi chung xe với Huy. Nên cũng tính gọi taxi thêm một lần nữa, nhưng My lại nhanh hơn. Anh Bảo ơi, anh tiện đường ấy, đưa chị Thư về giúp em với ạ. À? Để chị ấy đi taxi, em không yên tâm. Tôi còn chưa kịp từ chối, thì anh Bảo vui vẻ nhận lời. Ừ, Thư về cùng anh đi, anh đi ô tô đấy. Dạ thôi, em cảm ơn, em đi taxi được rồi ạ. À? huy còn đang đứng khoanh tay một góc nhìn tôi và không tỏ ra bất cứ biểu cảm gì vừa ăn một miếng đã muốn nghẹn đứt cổ rồi bây giờ ngồi chung xe chắc tối nay tôi khỏi ngủ yên nhưng anh bảo không hiểu gia đình của my lại nhiệt tình khuyên nhủ nên sau một hồi từ chối không được cuối cùng tôi đành phải lên xe anh bảo để anh ấy đưa tôi về nhà của mình trên đường anh bảo đưa tôi về điện thoại không ngừng có tin nhắn gửi đến không cần nói chắc ai cũng biết là người nào gửi đến cho tôi huy liên tục nhắn tin cho tôi cô giỏi thật ăn đồ người khác lấy cho bây giờ còn để đàn ông đưa cô về cô xuống xe ngay cho tôi về nhà cô chết với tôi thái độ không tôn trọng người khác của anh làm tôi không muốn trả lời nhưng vì huy gửi đến rất nhiều tin làm điện thoại của tôi cứ kêu ầm lên tôi bực quá nên nhắn cho anh ta một tin anh tập trung mà lái xe đi nhăn xong tôi chuyển sang chế độ dùng để không phát ra tiếng làm ảnh hưởng đến anh bảo suốt quãng đường nãy giờ chúng tôi không nói chuyện giờ đây khi thấy tôi nhăn nhó anh bảo mới lên tiếng anh ta cũng ghen gớm nhỉ ý, ý của anh là gì ạ anh ta là huy nhưng tại sao anh nói thế em không hiểu em đừng có giả vờ anh nhìn là biết ngay nhưng bọn em có là gì đâu mà anh ấy phải ghen ạ à? chắc là em không muốn kể chuyện cũ cho anh biết nhưng anh cũng có nghe mi nói rồi huy từng theo đuổi em nhưng vì có một số nguyên nhân nào đó hai người không thành đôi dạ cũng là chuyện của mấy năm trước bọn em bây giờ có là cái gì đâu anh ấy cũng có người yêu rồi em muốn nói người yêu anh ta là cô gái hôm trước ở nhà hàng à dạ vâng ạ theo anh thấy thì ánh mắt anh ta nhìn em và nhìn cô gái đó hoàn toàn khác nhau đương nhiên rồi điều này chắc ai cũng nhận ra một người là người yêu của huy thì anh ta phải dùng ánh mắt ấm áp hiền lành yêu thương cho liễu còn một người là người anh ta hận người làm anh ta tổn thương như tôi thì làm sao mà giống với nhau được thì cô gái đó là người yêu của huy đương nhiên là dùng ánh mắt khác so với em rồi ạ à. Ánh mắt của anh ta đối với em ấy có bao nhiêu phần là chiếm hữu, còn đối với cô gái kia lại rất bình thường. Anh không nghĩ rằng bọn họ có quan hệ yêu đương đâu. Có chăng ấy, chỉ là cô gái kia yêu anh ta. Còn Huy thì xem như bạn hoặc là em gái thôi. Chắc anh bảo nhìn nhầm. Hai lần trước tôi gặp bọn họ ở chung với nhau, trong đôi mắt của anh có bao nhiêu phần là cưng chiều, yêu thương, giọng nói dành cho Liễu cũng rất nhẹ nhàng, không giống như tôi lời nói anh dành cho tôi rất là lạnh nhạt và hững hờ để anh đoán nhé em cũng yêu anh ta dạ không làm gì có chuyện đấy anh huy có người yêu rồi em không yêu anh ấy à nụ cười trên môi của anh bảo càng lộ rõ như thể từ chối lời nói của tôi anh ấy hít một hơi thật sâu sau đó chậm chạp nói Hôm nay lúc Huy chưa đến, thái độ của em bình thường, rất vui. Nhưng mà khi Huy đến, thái độ của em khẩn trương, đang đứng nói chuyện với anh, thấy anh ta cũng bớt nói lại, còn giữ khoảng cách với anh. Điều đó chứng tỏ em sợ Huy hiểu nhầm, sợ Huy ghen. Mà còn nữa, em lén nhìn anh ta suốt, đến khi anh ta nhìn lại, em lại né tránh, không dám nhìn trực diện anh ta. Mọi biểu hiện của em đều là của một người đang yêu. Anh giỏi quan sát thật đấy. Nhưng tiếc lần này anh sai rồi Em không dám nhìn trực diện với anh Huy Bởi vì em còn ai nấy Chuyện của mấy năm trước Chỉ có thế thôi ạ à. Em có thể lừa mình Lừa được Huy Chứ không lừa được người ngoài Anh nghĩ rằng bố mẹ mi cũng hiểu đấy Chẳng qua là cô chú Không muốn vạch trần tâm tư của em Và anh ta thôi Có lẽ anh Bảo nói đúng Người ngoài cuộc luôn có cái nhìn khách quan nhất Rõ ràng nhất nên tôi không thể nào dễ dàng qua mắt được mọi người, nhất là những người lớn hơn tôi, những người từng trải, họ lại càng tinh tế. Cũng là đàn ông, nên anh hiểu lắm, anh tin là Huy đang còn yêu em. Dạ không phải đâu ạ. À. Anh Huy không yêu em đâu. Anh ấy yêu người yêu của anh ấy. Anh đâu phải là anh Huy chứ. Anh cũng không hiểu hết chuyện của chúng em. Nên anh mới suy đoán như vậy. Chưa nói thật. Anh Huy anh còn hận em chuyện năm xưa lắm Anh không quá thân Lại càng không phải là bạn của Huy Chuyện tình cảm của hai người Anh chỉ được nghe kể lại Cũng chính vì vậy mà anh mới có cái nhìn khách quan hơn những người khác Hơn nữa tuổi của anh và Huy Cũng xem xem nhau Nên không khó Để anh nhìn ra tâm ý của cậu ấy Dạ thôi Chuyện chúng em chỉ là chuyện quá khứ Đừng nhắc đến nữa à Xe dừng trước cổng nhà Lúc tôi vừa mở cửa xe định bước xuống Anh bảo nói thêm một câu Tình yêu có trọn vẹn hay không ấy Là ở bản thân mình tự quyết định Anh tin trên đời này Cho dù số phận có khắc nghiệt Thì mỗi người cũng đều có mảnh ghép riêng Phù hợp với mình Không ai sinh ra là cả đời phải chịu cô đơn cô độc Tìm được người hợp với mình đã khó Được yêu và sống suốt đời bên nhau Lại càng khó hơn Gặp được rồi nên giữ chặt lấy Đừng có để đến khi mất nhau rồi lại hối tiếc Tôi không trả lời nữa Chỉ mỉm cười sau đó chào anh bảo một tiếng Sau đó mở cổng Bước vào trong nhà Không phải tôi muốn bỏ lỡ người mình yêu Nhưng có rất nhiều chuyện Khiến tôi không biết phải lựa chọn như thế nào mới đúng Phần vì Huy bây giờ có người yêu Chắc chắn anh không còn yêu tôi Vào trong nhà chưa được một phút Điện thoại trên tay của tôi rung lên từng hồi dài Nhìn đến thì Huy gọi Bây giờ cô mới biết nghe máy đi à Anh đi về đi Tối nay tôi muốn ngủ ở nhà Cô dám Cô về biệt thự ngay cho tôi Tôi không về đâu Thế nhá Tôi tắt máy đây Lúc này bên ngoài có tiếng còi xe ô tô kêu inh ỏi Tôi đoán chắc người đó chính là Huy Hôm nay mà tôi không về biệt thự cùng với anh ta Chắc chắn Anh ta sẽ ở bên ngoài Bấm còi xe cả đêm Tôi sợ làm phiền đến hàng xóm Nên vội vàng chạy ra ngoài Cô có về biệt thự không Anh đi về đi Mai tôi qua Lâu rồi tôi không ngủ lại nhà Thiếu hơi người lắm Tôi không thích nói nhiều Nhanh lên Tại sao anh gan lì thế Biệt thự là nhà của anh Chứ không phải là nhà của tôi đâu Tại sao bắt tôi sang đấy ở Cô không về có đúng không Tôi gật đầu không đáp Huy nhìn tôi chằm chằm Được Cô không về thì tôi ở đấy để xem hàng xóm thấy tôi trong nhà cô lúc đó cô giải thích như thế nào. Này, anh thôi được rồi, tôi về biệt thự. Lên xe. Anh đợi tôi khóa cửa. Trong lúc tôi khóa lại thì Huy quay xe, tôi vừa mở cửa ngồi vào trong, thắt dây an toàn xong thì xe cũng lăn bánh. Tốc độ mà Huy lái xe mỗi lúc một nhanh, chỉ 15 phút sau chúng tôi đã về đến biệt thự. Vào đến nhà. Vừa cười bò được giày, Huy đã kéo tôi, ôm tôi vào trong lòng. Anh gắt gào ôm chặt lấy tôi, môi của anh trực tiếp hôn lên môi của tôi. Sau đó, hai tay sờ soạn khắp cơ thể của tôi. Chúng tôi cùng ngã nhào ra ghế sofa. Anh làm sao thế à? Tôi không thở được. Đi chung xe với thằng đó, cô sướng nhỉ? Tôi nhắn tin cho cô nhiều như vậy, mà cô trả lời cho tôi được có một tin. Anh chẳng nói rằng Trước mặt mọi người Tôi và anh Chỉ xem nhau như bạn bè cũ còn gì Vậy mà bây giờ Anh lại cau có với tôi Cô... Cô giỏi lắm Nay còn ăn đồ nó gấp cho cơ mà Thế chẳng nhẽ anh bắt tôi phải gấp bỏ ra Tôi không muốn mất lịch sự Cũng không... Tôi đang muốn nói cũng không vô lý Giống như ai đó Nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra Đã bị Huy cúi đầu và hôn xuống Vừa hôn vừa cắn nhẹ môi của tôi không đủ làm tôi đau nhưng cũng khiến cho tôi tê dại lên phòng đi tôi không muốn làm ở đây đâu nhưng tôi muốn đừng mà mặc kệ lời nói của tôi hành động của huy lúc này càng trở nên gấp gáp như sắp không chịu được nữa anh đang định cởi áo của tôi thì đột nhiên có tiếng nói vang lên cậu chủ tôi bị lời nói của anh vinh làm cho giật mình huy cũng rất nhanh nhặt áo sơ mi của anh rơi dưới sàn phủ lên người của tôi ôm chặt tôi trong lòng giống như bao bọc không để cho anh vinh nhìn thấy đi ra ngoài à em đi ngay nhưng mà em chưa nhìn thấy cái gì nhé em nói thật em chưa nhìn thấy cái gì hết hai người cứ tiếp tục đi cút em đi ngay em giúp anh đóng cửa lại nhé đến khi anh vinh đi rồi huy vẫn ôm chặt lấy người của tôi cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Huy vỗ nhẹ vào lưng của tôi, giọng nói mang theo ý cười. Nó đi rồi, ngẩng đầu lên đi. Chúng ta tiếp tục nhé. Huy không đợi tôi trả lời, anh kéo áo sơ mi xuống, anh hôn vào hõm cổ của tôi, cắn lên xương quay xanh. Lúc này tôi chống tay trước ngực Huy, nhìn anh nói. Tất cả là tại anh ấy, anh Vinh nhìn thấy hết cả rồi. Sau này gặp anh ấy, Tôi biết phải làm sao đây Người lớn Ai chả trải qua mấy chuyện này Có cái gì mà xấu hổ chứ Anh mặt dày Anh mới không thấy xấu hổ Còn tôi là con gái Ngại chết đi được Nụ cười trên môi của Huy càng cong lên Ánh mắt của anh tinh quái Nhìn đến phần ngực hờ quá nửa của tôi Quần áo còn trên người cô Đã cởi ra hết đâu mà sợ Nhưng anh xé rách hết rồi Còn sộc sạch như thế này Nói chưa nhìn thấy gì hết Tôi che cho cô hết rồi Anh còn nói à Tôi không thèm nói chuyện với anh đâu Tránh ra Cho tôi lên phòng đi tắm Huy bế tôi lên phòng Khi cửa phòng đóng lại Cả người tôi nằm lăn ra giường Tiếp đó là thân hình cao lớn Rắn chắc nằm đè lên tôi Quần áo của hai rất nhanh được cởi bỏ Cả người tôi chỉ còn lại mỗi chiếc quần nhỏ Đôi môi điên cuồng nóng bỏng của Huy Lại tiếp tục bao phủ cánh môi của tôi Dùng sức mút lấy không ngừng nghỉ Một bàn tay đã sớm không thể chờ đợi thêm Phủ lên bầu ngực căng tròn của tôi Giả sức nắn bóp Khởi dậy một cảm giác vui thích Cực hạn trong cơ thể của chúng tôi Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Sau lưng tôi đang dựa vào Một lồng ngực ấm áp vững trái Khiến tôi có ý thức không muốn tỉnh táo Nhớ lại đêm qua Tôi cùng Huy điên cuồng Đến cỡ nào chứ Vậy mà tôi của nhiều năm trước, khi trái tim vẫn dành chọn cho người cũ, đã không lần từ chối anh. Để đến khi có tình cảm rồi, lại không có cơ hội ở bên cạnh. Mấy năm sau gặp lại, cả hai lại trong cái tình cảnh chớ trêu như bây giờ. Không muốn bị đắm chìm trong vẻ đẹp yên tĩnh của người đàn ông này, tôi quay về hướng ban đầu, vô thức cất tiếng thở dài. Còn chưa kịp định thần thì bên hông cảm thấy bị siết chặt, khiến cho lưng của tôi hoàn toàn Áp vào vòng ngực ấm áp Bàn tay của tôi Chuyển đến cảm giác ấm áp Đầy quyên luyến của anh Đừng có động đậy, Tôi muốn ôm em Thêm một chút nữa Anh bỏ tôi ra đi Tôi muốn dậy rồi Dậy sớm làm gì Ngủ thêm đi Anh không đi làm à Không Sao anh lười thế Thời gian này tôi thấy anh ở nhà suốt Tôi không đến công ty Nhưng tôi vẫn làm ở nhà có đi làm hay không ấy cũng không ai có ý kiến biết là như vậy ai bảo huy là sếp của một công ty cơ chứ nhưng sếp mà cứ đi vắng như thế này thì nhân viên noi gương sao đây tôi nằm yên một lúc đấu tranh tư tưởng mãi mới nhẹ nhàng lên tiếng chúng ta đến bao giờ thì kết thúc thân thể của tôi lập tức bị bàn tay của anh xoay lại ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh cô muốn sớm kết thúc ư ừ. trả lời tôi đi dù sao anh cũng sắp lấy vợ rồi chúng ta không thể nào cứ mãi như vậy sau này anh có cuộc sống riêng gia đình riêng của anh anh phải có trách nhiệm với vợ của mình tôi không thể làm tình nhân của anh mãi được tôi cần phải tìm cho mình một bến đỗ cô muốn kết thúc với tôi để cô kết hôn với thằng khác có đúng không lời nói của huy lúc này dần dần trở nên lạnh nhạt không còn mang hơi ấm nữa mẹ tôi cũng sắp ra viện tôi không thể nào ở nhà anh mãi được tôi phải về sống với mẹ của tôi chuyện này tôi tự có tính toán chỉ cần cô bên cạnh tôi cô đừng nghĩ đến chuyện khác có được không thế bao giờ thì anh kết hôn chưa biết tại sao lại chưa biết kết hôn bao giờ là chuyện của tôi Cô hỏi lắm thế hả? Nếu Huy không muốn nói, tôi cũng không hỏi. Anh bao giờ kết hôn thì cũng cần gì phải nói với tôi? Tôi muốn biết, chỉ là vì muốn chuẩn bị tinh thần trước khi anh chấm dứt với mình. Nhưng chắc chắn anh sẽ không nói cho tôi. Cổ họng của tôi chợt nghẹn đắng, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt mà cũng cảm thấy đắng chát trong lòng, nước mắt tự nhiên lại rơi xuống. Sao lại khóc? Không sao tự nhiên nước mắt tôi rơi tôi không khóc hai ngày nữa tôi phải đi công tác chắc mất nửa tháng mới về em có muốn đi cùng tôi không nhưng tôi phải chăm mẹ mẹ để người trong bệnh viện chăm là được rồi không được đâu tôi không đến mẹ tôi sẽ hỏi vậy thì ở nhà đợi tôi về nhé vâng ạ à chúng tôi nằm ôm nhau thì một lúc nữa mới dậy bước vào nhà tắm lúc trở ra tôi nói rằng muốn ra ngoài mua thuốc tránh thai bởi vì hôm qua không phải là ngày an toàn nhưng huy không cho tôi đi từ ngày tôi biết người đàn ông môi trinh mình chính là huy ở lại biệt thự của anh anh không cho tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày nữa anh cũng không bao giờ dùng bao cao su mỗi lần quan hệ anh đều cho ra ngoài có những hôm sơ ý để sót vào trong một ít cũng đều rơi vào những ngày an toàn Chứ Huy không cho tôi uống thuốc Tôi không biết phải làm gì đây Tôi vẫn hay hỏi anh Nếu như không uống thuốc Nhỡ như có thai thì làm sao Anh bảo rằng Không có được đâu Không phải sợ Nếu như có Tôi sẽ nuôi con Tôi cũng từng nghĩ rằng Nếu như tôi có em bé Huy không muốn nuôi cũng không sao Tôi sẽ một mình sinh con Và nuôi nó khôn lớn thành người Tôi không có ý định lấy chồng nên có một đứa con với người mình yêu Tôi sẽ vui vẻ đón nhận Sau này có con bên mình Tôi sẽ không thấy cô đơn Hai ngày sau Huy đi công tác Lúc nhìn bóng lưng của Huy rời đi cùng với anh Vinh Chẳng hiểu vì sao lòng tôi Lại xuất hiện một nỗi bất an khó tả Ruột gan bỗng chốc nóng gian Như có một ngọn lửa Đang chậm chậm thiêu đốt Huy Tôi đợi anh về Anh muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho anh ăn ừ khi nào về tôi sẽ báo trước vâng ạ à. xong việc tôi sẽ cho em câu trả lời mà em muốn câu trả lời mà tôi muốn ư ừ. có phải là chuyện kết hôn giữa anh và liễu và chuyện khi nào chúng tôi sẽ kết thúc liệu có phải không sông mũi tôi cay xẻ hốc mắt lúc này cũng phủ một hơi xương nhưng tôi không dám khóc trước mặt anh đợi khi anh đi rồi Nhịn không được Tôi mới rời nước mắt Hai tuần chỉ nửa tháng thôi mà Huy đi có nửa tháng thôi Chưa gì tôi lại nhớ như vậy Nếu như anh lấy vợ Chúng tôi phải xa nhau Chắc là tôi sẽ nhớ anh đến phát điên mất Sau khi anh rời đi Tôi đến bệnh viện đón mẹ về nhà mấy ngày Trong thời gian này đêm nào Tôi cũng nhớ đến anh Tôi nhớ những cái ôm của anh Nhớ nụ hôn nhớ hơi thở của anh Nhớ những cái cau mày nhăn nhó của anh Mọi thứ về Huy Tôi đều rất nhớ Đến ngày thứ 10 Huy đi công tác Sáng sớm ngủ dậy Tôi nhận được một tin nhắn Huy gửi cho tôi lúc 4 giờ sáng Anh nói rằng hôm nay anh về Anh muốn ăn cơm tôi nấu Tôi nhận được tin nhắn thì sướng phát điên Ôm điện thoại vừa khóc vừa cười Vì nỗi nhớ anh ra giết Tôi cười bởi vì anh đã trở về Hôm đó tôi nói với mẹ mình Tôi sẽ đến nhà bạn chơi để về biệt thự chuẩn bị cho Huy một bàn ăn sum vầy và nấu những món mà anh thích. Mọi thứ vừa xong thì điện thoại tôi có người gọi đến. Khi thấy số gọi đến là anh Vinh, lòng của tôi lại bồi hồi, nóng lên một cảm giác lạ. Tôi đoán chắc anh Vinh gọi về báo Huy là sắp về đến nơi. Nhưng khi ấn máy nghe thì đầu dây bên kia là giọng nói lạc đi, có cả phần run rẩy. "Thưa, anh Huy bị tai nạn." bác sĩ nói là rất nặng không biết có qua khỏi hay không em đến bệnh viện ngay đi anh vừa nói cái gì tại sao anh huy bị tai nạn anh ấy đang bình thường cơ mà thừ em cứ bình tĩnh lại cậu chủ nhất định sẽ không làm sao đâu tôi không có tâm trạng mà nói nhiều với vinh tôi vội vàng tắt máy và bắt xe đến bệnh viện x trên đường đi tôi cứ dấm dứt khóc mãi bác tài thấy tôi đến bệnh viện mà khóc như vậy chắc cũng đoán được tôi đang sốt ruột ra sao nên bác cũng lái xe nhanh hơn lúc đến nơi thấy anh vinh đang đứng trước phòng cấp cứu trên chiếc áo sơ mi trắng còn dính một ít máu và một vết bẩn giống như bị ma sát xuống đường gương mặt thất thần đầy mệt mỏi tôi vội vàng chạy đến bàn tay giữ chặt lấy hai cánh tay của vinh vừa khóc vừa khẩn trương hỏi anh huy sao rồi anh ấy sao rồi vừa đưa vào phòng cấp cứu không biết thế nào Nhưng em phải có niềm tin Là anh ấy bình an vô sự Nhất định không sao đâu Bất giác lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi Không nói thành lời Trong lòng của tôi Giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt Nước mắt tôi thì nhau rơi xuống Tôi rất muốn vào trong đó với Huy Muốn nắm lấy bàn tay của anh ấy Nói cho anh ấy biết rằng Mấy ngày qua tôi nhớ anh nhiều như thế nào Tôi ở nhà chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng Để đón anh về mặc cho huy khi trở về anh muốn chấm dứt với tôi cũng được nói cho tôi nghe câu trả lời tôi không muốn nghe cũng được điều tôi cần duy nhất lúc này là anh không được có chuyện gì xảy ra anh phải tỉnh lại tôi không cho phép anh được nằm ở đó mời đầu ngón tay của tôi bấu chặt vào cửa kính nước mắt của tôi chảy xuôi ướt đẫm cả khuôn mặt mờ nhòe cả hai mắt ngoài khóc ra tôi không biết mình phải làm gì lúc này anh vinh ở bên cũng lo lắng nhưng anh ấy bình tĩnh hơn tôi khuyên tôi em đừng khóc khóc không giải quyết được gì em như vậy cậu ấy tỉnh lại sẽ rất đau lòng lúc đó tôi chẳng nghe lọt tai được bất cứ lời khuyên nào nên cũng không để ý tại sao anh vinh lại nói anh huy tỉnh lại nếu như nhìn tôi khóc anh ấy sẽ đau lòng Tôi chỉ biết trong tôi bây giờ Tôi rất sợ mất anh Rất sợ Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Người cũ em còn yêu Được viết bởi tác giả Vân Vân Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay Sau khi mà hai người quay trở về với nhau Có tình cảm với nhau Thì Huy và Thư lại tiếp tục xảy ra những chuyện không may mắn. Có phải là Thư gặp quá nhiều xui xẻo ở quá khứ mà đến bây giờ khi mà ai đó gặp nạn thì cô ấy lại cảm thấy đau lòng bởi vì Thư cho rằng đó là do cái sự xui xẻo của mình mang đến cho người khác. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tục phần 9 của bộ chuyện này để xem liệu rằng cái chàng trai tiên Huy kia có tỉnh dậy hay không và Tâm An chỉ sợ rằng là cô bạn gái tiên Liễu hoặc là mẹ của Huy lại xuất hiện và muốn chèn ép thư chúng ta hãy cùng nhau theo dõi quý vị nhé còn bây giờ cho phép tầm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại